Nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Nguyện xin ơn sủng của Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em. Kính chào sơ, kính chào quý bà và anh chị em. Chúng ta là những mảnh đất khô cằn. Chúng ta hướng lên trời, trời cao. Xin hãy đổ mưa xuống để tưới gọi chúng ta những mảnh đất khô cằn này. Đó là tâm nguyện, đó là ước nguyện chúng ta trong mùa vọng. Chúng ta mong đợi Đấng Cứu Thế như chủ chăn đi tìm con chiên lạc hôm nay trong bài đọc phúc âm. Và chúng ta là những mảnh đất đó, là những con chiên lạc, là người tội lỗi. Chúa đi tìm chúng ta. Chúng ta đi tìm Chúa. Với tâm tình bước vào thánh lễ hôm nay, xin Ngài hãy thánh hóa tâm hồn chúng ta để chúng ta xứng đáng cử hành thánh lễ một cách trọng thể và sốt sắng, và đặc biệt cầu nguyện cho linh hồn Maria mới qua đời bên Việt Nam. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi đàng. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh, các thiên thần, các thánh và anh chị em khẩn cầu cho tôi trước Tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tôi và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng, Chúa đã hứa gửi đến cho toàn thể nhân loại một đấng cứu tinh. Xin cho chúng con được vui mừng hoan hỷ chờ đón ngày Giáng sinh vinh hiển của Người. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiện trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần, đến muôn thuở muôn đời. Amen. Trích sách tiên tri Isaiah. Chúa ngươi phán, hỡi dân ta, hãy an tâm, hãy an tâm. Hãy nói với Jerusalem và kêu gọi rằng, thời nô lệ đã chấm dứt, tội lỗi đã được ân xá. Chúa đã ban ơn nhiều gấp hai lần tội lỗi. Và có tiếng kêu trong hoang địa rằng, hãy dọn đường Chúa, hãy sửa đường Chúa chúng ta trong hoang địa cho ngay thẳng. Hãy lấp mọi hố sâu và hãy bạt mọi núi đồi, con đường cong queo, hãy làm lại cho ngay thẳng. Con đường gồ ghề, hãy san cho bằng, và vinh quang Chúa sẽ xuất hiện. Mọi người sẽ thấy được vinh quang Thiên Chúa. Vì Ngài đã phán, có tiếng bảo, hãy hô lên, và tôi nói, tôi sẽ hô lên điều gì? Mọi xác phàm như cỏ dại, mọi vinh quang của nó đều như hoa ngoài đồng. Cỏ dại đã khô, hoa đã tàn, vì hơi Chúa đã thổi trên chúng. Vì chưng dân là cỏ dại đã khô, hoa đã tàn, mà lời Chúa chúng ta tồn tại đến muôn đời. Hỡi ngươi là kẻ tin mừng cho Sion, hãy trèo lên núi cao. Hỡi ngươi là kẻ đưa tin mừng cho Jerusalem, hãy mạnh dạn cất tiếng. Hãy cất tiếng cao, đừng sợ,
Hãy nói cho các dân thành thuộc chi họ Giu-đa rằng: Đây Thiên Chúa các ngươi, đây Chúa là Thiên Chúa các ngươi sẽ đến trong quyền lực, và cánh tay Người sẽ thống trị. Người mang theo những phần thưởng chiến thắng và đưa đi trước những chiến lợi phẩm. Người chăn dắt đoàn chiên Người như một mục tử. Người ẵm những chiên con trên cánh tay, ôm ấp chúng vào lòng và nhẹ tay dẫn dắt những chiên mẹ. Đó là lời Chúa. Xin mọi người cùng đọc đáp ca. Thiên Chúa chúng ta quang lâm hùng dũng. Hãy ca mừng Thiên Chúa bài ca mới. Hãy mừng Thiên Chúa hỡi toàn thế địa cầu. Hãy ca mừng Thiên Chúa, hãy chúc tụng danh Người. Thiên Chúa chúng ta quang lâm hùng dũng. Hãy tường thuật vinh quang Chúa giữa chư dân và phép lạ Người ở nơi vạn quốc. Hãy công bố giữa chư dân rằng Thiên Chúa ngự trị, Người cai quản chư dân theo đường đoan chính. Thiên Chúa chúng ta quang lâm hùng dũng. Trời xanh hãy vui mừng và địa cầu hãy hân hoan, biển khơi và muôn vật trong đó hãy reo mừng, đồng nội và muôn loài trong đó hãy mừng vui. Thiên Chúa chúng ta quang lâm hùng dũng. Các cây rừng hãy vui tươi hơn hở trước nhan Thiên Chúa, vì Người ngự tới, vì Người ngự tới cai quản địa cầu. Người sẽ cai quản địa cầu cách công minh và chư dân cách chân thành. Thiên Chúa chúng ta quang lâm hùng dũng. Kính mời cộng đoàn cùng đứng. Alleluia. Alleluia. Ngày của Chúa gần kề. Kìa Người ngự lên cứu chúng ta. Alleluia. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Thế Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Các con nghĩ sao? Nếu ai có 100 con chiên mà lạc mất một con, thì người đó lại không bỏ 99 con trên núi để đi tìm con chiên lạc sao? Nếu người đó tìm được, thì quả thật, Thầy bảo các con, người đó sẽ vui mừng vì con chiên đó hơn 99 con chiên không mất thất lạc. Cũng vậy, Cha các con ở trên trời không muốn để một trong những kẻ bé nhỏ này phải mất. Đó là lời Chúa. Lời Chúa Kitô, lời khen Chúa. Kính thưa quý cộng đoàn, khi mà chúng ta nghe bài đọc thứ nhất về của tiên tri Isaiah, chúng ta cảm thấy rất an ủi, chúng ta cảm thấy rất hạnh phúc và rất bình an. Tại vì tiên tri Isaiah đã loan báo những việc sắp xảy đến, và một người mục tử luôn luôn hiền lành, nhân hậu, ấm những con chiên con trong lòng và tay dắt những con chiên mẹ một cách rất rất yêu thương. Đó hình ảnh của mục tử. Đó là Thiên Chúa mà điển hình. Đó là Chúa Giêsu sẽ xuống thế. Rồi chúng ta nghe bài phúc âm. Hôm nay chúng ta nghe rất nhiều. Đôi khi nó nằm lòng trong cuộc đời chúng ta. Chúng ta nói ra, chúng ta có thể chúng ta đọc những câu kế tiếp. Thế thì trong cuộc đời chúng ta, nếu mà chúng ta suy nghĩ, Chúa Giêsu, Ngài không tính toán về vấn đề lợi tức hay vấn đề công ăn việc làm. Nếu mà chúng ta suy nghĩ về khía cạnh đó, thì chức quả là thật,
Giê-xu không biết tính toán. Nhưng trong cái bối cảnh hôm nay, Ngài chỉ nhìn theo khía cạnh tình yêu. Cái khía cạnh này nó bao trùm tất cả mọi toan tính, mọi cuộc sống, tất cả vấn đề trong xã hội, con người, tất cả những người thiện, người ác, tất cả bao nhiêu vấn đề, nó bao trùm tất cả. Tại vì cái tình yêu mà Thiên Chúa bỏ 99 con đi tìm một con chiên lạc, thế thì tại sao mà Chúa Giê-xu, Thiên Chúa làm như vậy? Nếu mà chúng ta suy nghĩ về những tâm tình của người cha, người mẹ trong cộng đoàn chúng ta, thí dụ hay là một gia đình, có một người con đi lạc, tất cả những tâm tư tính toán trong cuộc đời của mình vào thời điểm đó, luôn luôn chúng ta hướng về cái người con đi lạc. 5-6 người con chung quanh chúng ta có trách nhiệm bảo vệ. Có, nhưng mà chúng ta không để tất cả tâm tư đó để dành cho chúng ở nhà. Nhưng mà những người con đi lạc, toàn thể tâm tư yêu thương chúng ta luôn luôn hướng về người con đó. Đó tình yêu. Cho nên chính Giê-xu ví với vai trò như vậy, là Giê-xu đặt để tâm tình của Ngài vào từng mỗi người chúng ta. Để khi mà trong tâm hồn chúng ta lạc lõng, Ngài cũng đi tìm. Để khi con cái của chúng ta lạc lõng, chúng ta cũng hướng về. Để khi mà chúng ta phạm tội, Thiên Chúa cũng đến tìm và chăm sóc, ẵm trên tay, dẫn về nhà. Chúng ta là những con chiên lạc. Chúng ta đang bắt chước cái tình cảm Thiên Chúa, đang diễn tả tất cả tình cảm Thiên Chúa trong cuộc đời của mình. Nhưng đôi khi nó lỗi nhịp, đôi khi nó làm sai đi, nhưng mà chúng ta chưa nhận thức được. Thì hôm nay mùa vọng, trong thời gian này, chúng ta thì nhìn lại, chúng ta đã đi xa trong cuộc đời chúng ta với Thiên Chúa một quãng đời như thế nào rồi? Bao nhiêu cây số xa Thiên Chúa? Đôi khi Thiên Chúa dõi mắt nhìn mà không nhìn thấy chúng ta hình bóng, chúng ta xa xôi. Chúng ta thì dừng lại để nhìn lại, để Thiên Chúa dõi mắt nhìn, Ngài sẽ đến tận nơi, nơi đó trong tâm hồn mình để dẫn chúng ta về. Và từ đó chúng ta mới cảm nghiệm được tình yêu bao la, tình cảm của Thiên Chúa bỏ 99 con ở nhà, trên núi mà đi tìm con chiên lạc. Khi mà tìm thấy chúng ta, cái tình cảm đó, tôi bảo đảm rằng chúng ta có thể chúng ta vỡ òa, chúng ta khóc. Chúng ta có thể ôm choàng lấy Chúa, ôm choàng tới người anh em chúng ta đang giận dỗi, ôm choàng tất cả những người mà chúng ta đang giận với nhau. Đó là sự trở về, đó là con chiên lạc. Xin khuyên bảo anh chị em chúng ta suy nghĩ một chút xíu trong mùa vọng này, để tâm tình chúng ta đón mừng Chúa Giáng sinh một cách trọn vẹn hơn. Amen. Lạy Chúa là Chúa cả trời đất, chúc tụng Chúa đã rộng ban cho chúng con. Bánh này là hơ màu ruộng đất và công lao của con người. Chúng con dâng lên Chúa để trở nên bánh trường sinh cho chúng con. Lạy Chúa là Chúa cả trời đất,
Chúc tụng Chúa đã rộng ban cho chúng con. Rượu này là sản phẩm từ cây nho và công lao của con người. Chúng con dâng lên Chúa để trở nên của hướng thiêng liêng cho chúng con. Chúc tụng Thiên Chúa đến muôn đời. Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Xin Chúa nhận hy lễ bởi tay Cha để ta cùng tôn vinh danh Chúa và mưu ích cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người. Lạy Chúa, xin cho chúng con hằng biết dâng lên Chúa lễ tế chứng tỏ lòng tôn kính mến yêu. Ước chi hy lễ này hoàn toàn thể hiện được ý muốn của Đức Kitô khi lập bí tích thánh thể là đem lại cho tất cả thế giới ơn cứu độ muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Hãy nâng tâm hồn lên. Chúng con đang hướng về Chúa. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Chúa là Cha chí thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng ta con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con, thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Khi người đến lần thứ nhất mặc lấy thân xác yếu hèn, người đã thực hiện hồng ân mà Chúa dự định từ xưa và mở đường cứu độ đời đời cho chúng con. Để khi người đến lần thứ hai trong uy linh, nhờ hồng ân bấy giờ được tỏ hiện, chúng con sẽ lắng nhận điều Chúa hứa ban mà ngày nay chúng con đang tỉnh thức vững dạ đợi chờ. Vì thế cùng với các thiên thần và tổng lãnh thiên thần, các bệ thần và quản thần, cùng toàn thể đạo binh thiên quốc, chúng con không ngừng hát bài ca, chúc tụng vinh quang Chúa rằng. Lạy Chúa, Chúa thật là đứng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thánh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn, bẻ ra trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Lạy Chúa, mỗi lần ăn bánh và uống chén này, chúng con rao truyền Chúa chịu chết cho tới khi Chúa đến. Vì vậy, lạy Chúa, khi kính nhớ con Chúa chịu chết và sống lại,
Chúng con dâng lên Chúa bánh truyền sinh và chén cứu độ này để tạ ơn Chúa, vì Chúa đã thương cho chúng con, được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con, khi thông phần mình vào máu Đức Kitô, được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu, để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Francisco, Đức Tổng Giám mục Timothy, Giám mục Phụ tá Donald chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin nhớ đến tôi tới Chúa là linh hồn Maria mới qua đời, các linh hồn chúng con cầu nguyện thường xuyên, các thành viên của cộng đoàn chúng con đã ra đi trước chúng con và các linh hồn trong địa ngục. Xin ban cho kẻ đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người. Chúng ta thinh lặng trong một giây lát. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh cả Giuse, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại. Và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô, con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức người dạy, chúng ta dám nguyện rằng: Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha là sanh, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cùng tha kẻ con nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa chưa cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đừng cứu độ chúng con. Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội lỗi chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của hội thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho hội thánh được bình an và hợp nhất theo thánh ý Chúa, Chúa hằng sống và hiên tri muôn đời. Amen. Bình an của Chúa ở cùng tất cả anh chị em. Và ở cùng cha. Chúng ta hãy chúc bình an cho nhau. Thiên Thiên Chúa, đơn xa ở trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin ban bình an cho chúng con. Đây Thiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc Thiên Thiên Chúa. Lạy Chúa, con chẳng đan Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
Lạy Chúa rất từ bi nhân hậu, chúng con nài xin Chúa cho bí tích thánh thể này thanh tẩy chúng con sạch vết nhơ tội lỗi và chuẩn bị tâm hồn chúng con mừng những ngày đại lễ sắp tới. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Xin Thiên Chúa toàn năng, Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Thánh lễ đã xong, chúc anh chị em đi bình an. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn quý bà và anh chị em. Chúc quý vị một đêm bình an. Chúng ta nghỉ giải lao một lát rồi sau đó chúng ta bước vào chương trình tĩnh tâm tối nay và ngày mai. Xin cảm ơn.